đây một lô lô này này từ từ giống thích thích cũng ra đi rất to, giá trị kinh tế rất cao. Quảng Trị vào lắp lên sau trái, là Quảng Trị vào lắp lên sau trái là đồng ý. Giống trên đây, một lô lô này từ giống thích thích cũng đây là vườn vườn những địa của gia đình. Đây, rất to và giá trị kinh tế rất cao. Quảng Trị vào lắp lên sau trái là đồng ý.
chào các bạn. Chúng mình xin giới thiệu đến các bạn giống trên cây đây, một lô lô ngay tại tại từ đất đất kinh tế thì như tôi biết biết cũng mắt mà mắt trái và những đây đây những đầu đầu đợt đã bắt đầu cho nuôi luôn. Đây đây là chúng rất to và đất kinh tế thì rất cao khoảng từ 35 đến 60 cái là đồng ý.